Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ đã có mưa với lượng khá lớn kể từ đầu năm tới nay. Thay vì những cơn mưa phùn lâm thâm thì trời đã đổ mưa rào và kèm theo dông gió. Đó là do một khối không khí lạnh tràn về đúng lúc miền Bắc vừa trải qua một đợt nắng nóng, nhiệt cao. Sự xáo trộn mạnh trong khí quyển diễn ra đúng vào giai đoạn chuyển mùa từ lạnh sang nóng đã gây ra những trận mưa dông. Đến thời điểm này thì nhiều nơi vẫn còn có mưa kèm theo gió mạnh lên cấp 3, cấp 4 ở tại khu vực ven biển. Riêng với bà con vùng núi phía Bắc, chúng tôi khuyến cáo nguy cơ dông lốc, mưa đá kèm theo sạt lở đất vẫn có thể xảy ra. Do vậy, bà con nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm có mưa. Các phương tiện tham gia giao thông trên các cung đường đèo dốc của vùng cao này cũng cần phải hết sức lưu ý. Bên cạnh mưa, gió là nền nhiệt độ giảm đáng kể. Sáng sớm nay, người dân ở tại khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc thức dậy trong tiết trời rét hơn hẳn so với những ngày trước đó. Nhiệt độ lúc này chỉ ở vào khoảng là từ 17 cho đến 21 độ trên toàn miền, một số nơi ở vùng núi nhiệt độ còn thấp hơn. Trưa chiều nay, vùng mưa sẽ bắt đầu dịch chuyển xuống Bắc miền Trung, nhưng tiết trời vẫn còn rất ẩm ướt tại các tỉnh, khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ vì thế không tăng lên là bao, chúng ta vẫn sẽ có cảm giác rét tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất cũng chỉ từ 19 đến 22 độ. Trong khi phía Tây Bắc Bộ trời cũng duy trì trạng thái lạnh, với nhiệt độ ở vào khoảng 25 cho đến 28 độ. Ngay sau Bắc Bộ, vùng ảnh hưởng tiếp theo của không khí lạnh sẽ là các tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ và tiếp đó sẽ là Trung Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi sẽ có mưa với lượng mưa tập trung nhiều nhất là ở tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Trị. Mưa xuống không những giải bớt cơn khát cho miền Trung mà còn hạ nhiệt cho khu vực này sau những ngày nắng nóng trước đó. Hôm nay, các tỉnh phía Bắc Trung Bộ sẽ chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất cũng chỉ từ 21 đến 23 độ. Trong khi đó, các tỉnh Trung Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Quảng Ngãi trời mát mẻ hẳn với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 31 độ. Nằm xa hơn về phía Nam, các tỉnh Nam Trung Bộ từ Bình Định cho đến Bình Thuận do không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời tiếp tục là không mưa, ngày có nắng với mức nhiệt nhiều nơi ở trên ngưỡng 30 độ nên tình trạng khô hạn vẫn còn kéo dài. Cùng chung xu thế nắng khô, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì dạng thời tiết điển hình của mùa khô với nhiệt độ cao nhất duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ, một vài nơi còn đạt tới ngưỡng là 35 độ nên trời khá nóng vào thời điểm giữa trưa. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Ngày hôm nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng rõ nét tới hầu khắp các vùng biển phía Bắc với hướng gió chủ đạo chuyển dần sang hướng Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 5, cấp 6 tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả khu vực biển quần đảo Hoàng Sa. Bên cạnh đó thì trời cũng chuyển mưa dông nên thời tiết không ủng hộ cho các hoạt động hàng hải. Vùng gió mạnh còn lan tới cả khu vực ven bờ từ Bình Thuận cho đến Cà Mau. Chiều tối nay thì khu vực này sẽ có gió mạnh lên cường độ cấp 5, cấp 6 nên bà con ngư dân cần phải hết sức lưu ý. Còn lại thì tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, gió chỉ mạnh dần lên cấp 5 nên không gây nguy hiểm cho những hoạt động hàng hải. Như vậy là hôm nay, tiết trời rét mướt sẽ quay trở lại miền Bắc, trong khi các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng bắt đầu một đợt mưa dông mới. Quý vị có thể theo dõi chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước trong phần cuối của bản tin. Xin kính chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Thank you.